cuộc chiến cung đình, vì sao Tô Lâm thua Tổng Trọng, vì lực bất tòng tâm. Sáng ngày 22 tháng 5, theo kế hoạch, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước với số phiếu 472 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Như vậy, ông Tô Lâm là chính khách thứ 3 trở thành chủ tịch nước Việt Nam chỉ sau hơn 3 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 13. Đây là một kỷ lục chưa từng có. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao để giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội lần thứ 13 trong thời gian còn lại. Dù rằng việc Tô Lâm phải ngồi lại một trong những vị trí tứ trụ là điều kiện bắt buộc nếu muốn tiếp tục sự nghiệp chính trị tại kỳ Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm đang ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an là chiếc ghế thuộc hàng quyền lực bậc nhất tại Việt Nam, phải chuyển sang chiếc ghế thuộc hàng tứ trụ nhưng chỉ mang tính hình thức và kém quyền lực hơn rất nhiều. Cần nhắc lại, vào tháng 3 năm 2023, sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mất chức, ông Tô Lâm cũng được Bộ Chính trị giới thiệu vào vị trí Chủ tịch nước. Nhưng Bộ trưởng Tô Lâm đã từ chối và nhường chiếc ghế này cho Võ Văn Thưởng. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm có biểu hiện không muốn ngồi vào ghế Chủ tịch nước, cũng bởi vậy đây là một chiếc ghế giữ, có nhiều việc chẳng lành đã xảy ra đối với người tiền nhiệm trước đó. Chỉ tính riêng khóa 13, người đầu tiên là cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc chỉ ngồi ghế này vẹn vẹn chưa đầy 2 năm thì phải từ chức. Thay thế cho ông Phúc là ông Võ Văn Thưởng, nhưng ông Thưởng còn tai hại hơn khi tại vị trong thời gian ngắn hơn, có 1 năm 18 ngày cũng phải từ chức. Đáng chú ý, tiến trình của việc ban lãnh đạo đảng sắp xếp bố trí cho Tô Lâm trở thành ứng viên cũng như nhậm chức Chủ tịch nước lại không hề suôn sẻ như các lãnh đạo khác trước đây. Đó là lý do vì sao việc bầu phê chuẩn chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm bị đánh giá là không mấy xuôi chèo mát mái. Lúc đầu, Quốc hội cho biết sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm, đồng thời cũng chưa phê chuẩn nhân sự cho tân Bộ trưởng Bộ Công an để mà thay thế ông tại kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15, với lý do Hội nghị Trung ương 9 chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Công an. Mặc dù sau hậu trường thì đang diễn ra rất nhiều cuộc so kẻ mặc cả, nhưng những thỏa thuận giữa phe ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phe Tô Lâm vẫn dẫm chân tại chỗ. Thậm chí Tô Lâm còn có biểu hiện câu giờ, cò cưa, không chấp nhận nếu tân Bộ trưởng Bộ Công an không phải là người thân cận với ông và đặc biệt là phe Hưng Yên của ông. Vậy mà bất ngờ Quốc hội lại đảo chiều 180 độ, vẫn phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại có hiện tượng kỳ dị đến như vậy? Biết rằng sức mạnh của Tô Lâm là sức mạnh cứng, là quyền lực thực sự, nhưng ngược lại điểm yếu chết người của Tô Lâm chính là phe phái. Trong tay Bộ trưởng Tô Lâm chỉ vẹn vẹn có 5 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị, thiếu Tô Lâm có thể đấu được với ai đây? Chỉ riêng phe cánh Nghệ An hiện nay đã có 10 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Đó là chưa kể đến phe Hà Tĩnh với số lượng gần như tương tự. Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Tham mưu của ông đã đánh giá sai tình hình. Họ nghĩ rằng với một kho tàng thư liên quan đến các hồ sơ sai phạm của các quan chức cấp cao, Tô Lâm có thể uy hiếp họ và buộc họ phải phục tùng. Nhưng Tô Lâm đã nhầm, bị sập bẫy và ăn đòn rất đau. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia chính trị về Việt Nam, có bài viết "Cuộc đua và chức vụ hàng đầu ở Việt Nam, ứng viên mới thách thức cũ". Bài viết đã đưa ra một cách nhận xét đáng chú ý. Các lãnh đạo khác, bao gồm cả ông Trọng, cũng có thể ngần ngại ủng hộ ông Tô Lâm tranh chức Tổng Bí thư do ông có gốc công an. Có ý kiến lo ngại rằng ông Lâm có thể lợi dụng bộ máy công an để gây tổn hại đến triển vọng kinh tế của đất nước và đe dọa sự tồn vong của Đảng. Tuy nhiên, đánh giá và kể trên cũng chỉ để giải thích lý do vì sao Bộ trưởng Tô Lâm là đối tượng nguy hiểm, cần phải bị nhốt vào chiếc lồng quyền lực. Điều quan trọng hơn mà ông Tô Lâm rất biết, thậm chí đã nổi loạn vẫn theo tiến sĩ Hiệp chia sẻ như sau. Câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang lơ lửng. Rất có thể quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra cho đến giờ thứ 11 trước Đại hội 14 của Đảng. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận hoặc nếu có thông lệ quy định của Đảng không được giải quyết,
để cho phép có những ứng cử viên mới, thì khả năng ông Trọng tiếp tục nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa cũng có thể xảy ra. Trên đây là một lý do cơ bản mang tính bản chất về cuộc chiến cung đình ở Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm thua vì lực bất tòng tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cuộc chiến cung đình vì sao Tô Lâm thua Tổng Trọng, vì lực bất tòng tâm phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao ông Tổng đạp đổ tất cả để vô hiệu hóa Tô Đại nhưng hết sức khó khăn? Theo thông cáo báo chí của Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được giới thiệu vào chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, trong ngày 20 tháng 5, Quốc hội đã hoàn tất việc bầu Chủ tịch Quốc hội và kết quả ông Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tuyệt đối 475/475, tức là 100%. Đồng thời, ông Mẫn đã hoàn tất thủ tục tuyên thệ theo quy định. Đáng chú ý hơn, theo thông cáo ban đầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22 tháng 5, Quốc hội mới thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025. Nhưng ngay sau đó lại có thông báo điều chỉnh thời gian. Cụ thể, cuối giờ chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước. Những diễn biến thay đổi lịch trình như vậy theo giới quan sát là những biểu hiện rất không bình thường. Trong khi dư luận đồn đoán rằng ông Tô Lâm chịu sức ép của tập thể Bộ Chính trị, buộc phải rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực để ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Đây là một vấn đề hoàn toàn không đơn giản và có nhiều dấu hiệu rất đáng ngờ. Trước đó ngày 20 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã cho biết tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, ban lãnh đạo cấp cao của Đảng chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm thay thế Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vì thế, tại kỳ họp này chưa phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường kể trên có nghĩa là tân Chủ tịch nước ông Tô Lâm một mông ngồi hai ghế. Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an là điều mà giới chuyên gia khẳng định là không được phép vi hiến tại Việt Nam. Nguy hiểm hơn, có những ý kiến cho rằng nếu không có gì thay đổi và giờ chót, Đại tướng Tô Lâm sẽ là nguyên thủ quốc gia đầu tiên nắm thực quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ, được quy định ở Điều 88 Hiến pháp năm 2013. Điều đó có nghĩa là Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức trở thành đối trọng trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương. Đây đều là những điều hết sức bất thường. Chưa bao giờ bàn cờ chính trị Việt Nam vốn được tổ chức theo mô hình kim tự tháp với nền tảng tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối chỉ thị của cấp trên. Do đó, nếu để sự bất cập như vừa kể trên thừa nhận thì sẽ đưa Đảng Cộng sản Việt Nam vào một giai đoạn khủng hoảng mới, trầm trọng và khốc liệt hơn, bởi lãnh đạo cấp cao của Đảng sẽ không ai chịu ai. Theo giới thạo tin, tại Hội nghị Trung ương 9, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm có nhiều dấu hiệu cho thấy ông sẽ từ chối chức Chủ tịch nước, một chiếc ghế được cho là có rớp và đầy rủi ro. Tô Lâm yêu cầu trong danh sách bầu bổ sung thành viên cho Ban Bí thư phải có tên các Thứ trưởng Bộ Công an như Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Tuy nhiên, điều này đã bị Bộ Chính trị bác bỏ. Song Tô Lâm vẫn dứt khoát không chịu và tuyên bố nếu người của Bộ Công an không được bổ sung vào Ban Bí thư thì người của những phe cánh khác cũng không thể vào. Đó là lý do vì sao tại Hội nghị Trung ương 9, nhiệm vụ bổ sung thành viên cho Ban Bí thư đã thất bại. Điều đó càng thêm gây khó khăn lớn hơn và kéo theo hàng loạt hệ lụy, tạo ra sự khủng hoảng thiếu nhân sự cho các vị trí cần bổ sung. Thậm chí tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bị ách lại và không được thông qua. Quốc hội cũng rất lúng túng và khó xử khi bầu ông Tô Lâm vào vị trí Chủ tịch nước. Kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 bị đánh giá là thất bại toàn tập vì 4 nội dung quan trọng nhất của hội nghị đã không đạt được sự đồng thuận, dẫn đến tuyên bố khó hiểu của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ngay sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ 9 kết thúc,
Từ sáng sớm ngày 18 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triệu tập một cuộc họp trong phạm vi rất hẹp ở mức gọi là thường vụ Bộ Chính trị để xử lý vấn đề của Tô Lâm. Điều đó đã cho thấy Tô Lâm rất ngoan cố, chống cự quyết liệt, dù rằng bị đẩy vào tình thế mọi quyền lực đã bị nhốt vào lòng. Việc Quốc hội Việt Nam thay đổi liên tục lịch trình bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch nước đã cho thấy nhiều khả năng Tổng Trọng và phe cánh đã tìm ra lối thoát và số phận của Tô Lâm cũng nhiều khả năng được định đoạt xong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tổng Bí thư đạp đổ tất cả để vô hiệu hóa Tô Lâm nhưng hết sức khó khăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.